Bấy giờ, cụ thọ thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn thế nào là tướng chân như của sắc, thế nào là tướng chân như của thọ tưởng hành thức, để các đại Bồ Tát như thật rõ biết, mà tu học để đối với tất cả Pháp như thật rõ biết, tướng tóm lược quảng diễn. Phật dạy, này thiện hiện chân như của sắc không sanh không diệt, cũng không trụ không khác mà có thể an lập, đó gọi là tướng chân như của sắc, chân như của thọ tưởng hành thức không sanh không diệt, cũng không trụ không khác mà có thể an lập, đó gọi là tướng chân như của thọ tưởng hành thức, các đại Bồ Tát như thật rõ biết, cần phải tu học để đối với tất cả Pháp, như thật rõ biết, tướng tóm lược, quảng diễn. Bạch Thế Tôn, thế nào là tướng chân như của nhãn xứ? Thế nào là tướng chân như của nhi tĩ thể thân ý xứ? Để các đại Bồ Tát như thật rõ biết mà tu học, để đối với tất cả Pháp như thật rõ biết, tướng tóm lược quảng diễn. Này thiện hiện chân như của nhãn xứ, không sanh không diệt, cũng không trụ không khác mà có thể an lập. Đó gọi là tướng chân như của nhãn xứ, chân như của nhĩ tĩ thể thân ý xứ, không sanh không diệt, cũng không trụ không khác mà có thể an lập. Đó gọi là tướng chân như của nhĩ tĩ thể thân ý xứ. Các đại Bồ Tát như thật rõ biết, cần phải tu học để đối với tất cả Pháp như thật rõ biết, tướng tóm lược, quảng diễn. Bạch Thế Tôn thế nào là tướng chân như của sắc xứ, thế nào là tướng chân như của thanh hương vị xúc pháp xứ, để các đại Bồ Tát như thật rõ biết mà tu học để đối với tất cả pháp như thật rõ biết tướng tóm được quảng diễn này thiện hiện chân như của sắc xứ không sanh không diệt cũng không trụ không khác mà có thể an lập đó gọi là tướng chân như của sắc xứ chân như của thanh hương vị xúc pháp xứ không sanh không diệt cũng không trụ không khác mà có thể an lập đó gọi là tướng chân như của thanh hương vị xúc pháp xứ các đại bồ tát như thật rõ biết cần phải tu học để đối với tất cả pháp như thật rõ biết tướng tóm lược quảng diễn bạch thế tôn thế nào là tướng chân như của nhãn giới thế nào là tướng chân như của nhĩ tĩ thể thân ý giới để các đại bồ tát như thật rõ biết mà tu học để đối với tất cả pháp như thật rõ biết tướng tóm lược quảng diễn này thiện hiện chân như của nhãn giới không sanh không diệt cũng không trụ không khác mà có thể an lập đó gọi là tướng chân như của nhãn giới chân như của nhi tĩ thể thân ý giới không sanh không diệt cũng không trụ không khác mà có thể an lập đó gọi là tướng chân như của nhi tĩ thể thân ý giới các đại bồ tát như thật rõ biết cần phải tu học để đối với tất cả pháp như thật rõ biết tướng tóm lược quảng diễn